quá, hiền lành quá. Còn nếu như mấy đứa con quậy làng phá sớm thì người ta nói làm sao? Thứ quan đàn chi địa, phải không? Con có cha có mẹ mà giống như trôi sông lạc chợ, mấy đứa con bị người ta mắng chửi như vậy, buồn không? Ba mẹ mình mà nghe người khác đánh giá con mình như vậy là xấu hổ lắm, mắc cỡ lắm. Ba mẹ không có cần mình làm gì, nhưng mà chỉ cần mình ý thức được với bản thân mình như vậy, đó là một cách đền ơn đáp nghĩa. Cho nên để trở thành người cao quý, điều đầu tiên nhất hồi nãy thầy nói đó là mấy đứa con phải biết được, phải biết cái gì? Thương yêu, nhớ không? Cái thứ hai là phải biết hổ thẹn. Thương yêu là thương yêu với tất cả mọi người để nuôi lớn lòng từ bi. Biết hổ thẹn tức là luôn nhìn về mình để quán chiếu. Và còn một yếu tố nữa để biến mấy đứa con trở thành người cao quý, đó là mấy đứa con phải biết chịu khó. Phải biết chịu khó. Thí dụ nhà mình nghèo, ba mẹ mình không có mua được cho mình chiếc xe đạp, thì có thể là mình quá gian bạn, cũng có thể là chúng ta đi bộ. Mấy đứa con làm được không? Nhà mình nghèo, ba mẹ chưa có thể mua được cho mình một bộ đồ mới. Trong cái ngày tụ trường thì mình có thể giữ lại bộ đồ cũ, giặt sạch, ủi thẳng. Không có bằng ủi thì chúng ta xếp ngay lại, để dưới gối mình nằm đêm tới sáng, nó thẳng, nó đẹp à. Cái đó gọi là chịu khó. Nhà mình nghèo, ba mẹ đâu có thể cho mình ăn cơm với đồ ăn ngon, cho mình ăn những thức ăn dân dã như đậu bắp luộc, chấm chao, hay là ăn còn đơn giản hơn nữa, thì chúng ta không đòi hỏi, mà chúng ta thầm thương ba mẹ nhiều hơn. Mình không đòi hỏi, không trách móc. Dép mình đứt thì mình kiếm dây kẽ, mình kết lại, mình giá lại, mình may lại, mình mang, mình đi tiếp, đâu có xấu. Nếu như mấy đứa con làm được như vậy, gọi là chịu khó. Mà trong đạo Phật gọi chịu khó chính là sự nhẫn nại. Trong tất cả các hạnh thì nhẫn nại là hạnh đứng đầu. Đều có thể làm được những việc lớn. Mấy đứa con đọc sách báo đó, mấy đứa con thấy những vĩ nhân ở trên thế giới này đều xuất thân đa phần là những người bần hàn trong xã hội. Nhưng mà họ chịu khó, chịu khó học. Bữa hôm á, có nguyên một cái gia đình mấy anh em đó ở Tân Châu, tức là thuộc tỉnh An Giang đó, 6 anh em, tất cả đều thành đạt. 4 người làm bác sĩ, còn 2 người đã là giám đốc của một cái công ty lớn. Thì đi ra chùa đó, mấy anh chị đó mới kể lại là hồi nhỏ đó, là một người thì đi bó chổi, tức là ba mẹ đi tước cọng chổi về thì mình phải đi bó chổi với ba mẹ bán. Còn một người đó thì phải đi ra chợ bán rau, bán cải. Còn một người đó thì phải đi dạy kèm cho những người, cho những em khác ở trong xóm, trong làng. Còn một người đó là phải phụ với ba. 2 người anh lớn là đi làm ruộng. Mà tất cả từ nhỏ tới lớn bằng mấy đứa con thôi. Đi học một buổi, đi làm một buổi, tối về ăn cơm, ba mẹ làm bộ nói ăn rồi, nhưng thực chất là để nhường cơm cho 6 anh em ăn. Tới chừng 6 anh em ăn xong rồi đó, còn lại cái gì ba mẹ mới dọn lấy cái đó mà ăn. Ăn không có gì hết, chỉ là nước tương kho quẹt thôi. Xin lỗi, nước mắm kho quẹt. Mấy đứa con biết món đó không? Tức là đổ nước mắm lên cái nồi đất rồi kho chừng nào nó kẹo lại, rồi ăn với cơm nguội thôi. Ngon thêm nữa là được trái dưa leo. Vậy mà cũng sống, cũng ăn. Thầy mới hỏi tại sao có thể vượt qua được. Thì mấy anh chị nói, tại bây giờ đâu có làm cái gì khác hơn nữa. Cha mẹ mình đã nghèo rồi, mình đâu có giúp được cái gì, thì cố gắng chấp nhận. Chấp nhận như vậy có nghĩa là mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với cái tâm nhẫn nại đó, đạo Phật gọi là chuyển nghiệp.
Tức là mấy đứa con có một khả năng tinh tấn và nhẫn nhục thì có thể chuyển được nghiệp chướng của mình. Cho nên bù lại mấy anh chị đó bây giờ trở thành những con người rất là thành đạt. Chứ không phải thấy nhà mình nghèo quá cái chán, cái nằm một đống đó ai muốn làm gì làm, hoặc giả là chạy về nhà ông bà nội ở, ông bà ngoại ở, hay là về nhà cô, cậu, chú gì gì chúng ta ở, bỏ mặc ba mẹ mình đối diện với nghèo khó khổ đau. Chúng ta phải có cái tâm nhẫn nại thì mới có thể trở thành được con người cao quý. Bây giờ mình muốn mình thành bác sĩ nè, mình muốn mình thành thầy giáo, mình muốn mình thành một kỹ sư xây dựng, hay là mình muốn trở thành một diễn viên điện ảnh, thì ngay lúc này mấy đứa con phải chịu thương, chịu khó, chia sẻ với những nỗi vất vả của ba mẹ. Nếu không như vậy mấy đứa con không thể nào thành đạt được. Cho nên thương yêu không chưa đủ để chấp cánh cho mấy đứa con trở thành người cao quý. Biết xấu hổ cũng chưa có đủ lực để quyết định cho mấy đứa con trở thành người cao quý. Mà kèm theo đó mấy đứa con phải có một sức nhẫn nại, tức là chịu khó, chịu thương, chịu khổ thì mới có thể làm cho ba mẹ của mình thành công, và chính bản thân mình cũng được thành công. Không phải đợi tuổi tác chúng ta lớn chúng ta mới thành được người cao quý, mà ngay lúc chúng ta còn nhỏ chúng ta cũng có thể trở thành người cao quý. Chỉ cần chúng ta hội đủ ba yếu tố đó. Mấy đứa con nhắc lại cho thầy nghe coi, yếu tố thứ nhất là gì? Đúng rồi, nói lớn lên. Thứ nhất, yêu thương. Thứ hai, thứ hai là gì? Đúng rồi, thứ hai là hổ thẹn. Thứ ba, đúng rồi, nhẫn nại. Nếu như chúng ta muốn có 300.000 thì chúng ta phải làm từng đồng để giành được 100, rồi 200, rồi mới tới 300. Bây giờ chúng ta chưa làm đủ được ba yếu tố này thì chúng ta từ từ làm từng yếu tố một. Nếu làm được yêu thương, coi như mấy đứa con thành tựu được 30% của sự cao quý. Nếu mấy đứa con làm thêm được hổ thẹn thì mấy đứa con thành tựu được thêm 30% nữa của con người cao quý. Và cuối cùng đó chính là sự nhẫn nại. Cho nên mình còn nhỏ vẫn có thể làm được, làm từ từ. Mấy đứa con đồng ý không? Cho nên cùng một lúc mà làm hết là không có được, chúng ta phải làm từ chút một. Thì như vậy người cao quý không phải là ngày mai chúng ta mới làm, không phải đợi 10 năm nữa hay 20 năm nữa, mà mấy đứa con có thể làm được liền bây giờ không? Được không con? Ai tin mình có thể làm được? Có mình con à hả? Bao nhiêu người, mấy trăm bạn này chỉ có 2 người làm được à? 3 người. Mấy đứa con có hứa với thầy là mình làm được người cao quý ngay bây giờ không? Hứa không? Hả? Hứa lớn lên coi, giơ hai tay luôn. Rồi, trước Tam Bảo, giơ lại. Trước Tam Bảo nè, bây giờ mấy đứa con lặp lại theo thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lại Đức Thế Tôn. Giơ hai tay lên và nói: Con tên là, xin cúi đầu phát nguyện, mong làm người cao quý. Bằng cách thực hành, yêu thương mọi người, hổ thẹn lỗi lầm, nhẫn nại khó khăn, đời đời kiếp kiếp, xin được tinh tấn. Cúi mong Thế Tôn, từ bi chứng giám. Chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô
Rồi, tự vỗ tay tán thưởng. Rất là cảm ơn mấy đứa con. Thầy cảm ơn mấy đứa con ở đây không phải là cảm ơn mấy đứa con đem cái gì tới cho thầy, mà là cảm ơn mấy đứa con đã biết được mình là ai, mình là người nào. Người cao quý, đúng rồi. Muốn trở thành người cao quý, chúng ta phải biết yêu thương, phải biết hổ thẹn và phải biết nhẫn nại. Đây chính là nguyên nhân để đưa tới những kết quả an lạc, hạnh phúc và thành đạt cho mình ở đời này và nhiều đời về sau nữa. Thầy chúc mấy đứa con có một đời sống bình an để mai mốt thầy trò mình gặp lại trong an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con thầm nghĩ, còn phước đức nào hơn khi được tham dự khóa tu mùa hè, đồng thời được Đại Đức Giảng Sư thuyết giảng cho chúng con một thời pháp đầy ý nghĩa và vô cùng sinh động. Chúng con là những thanh thiếu niên ở các vùng quê nên kiến thức rất hạn chế, nhưng qua thời pháp thầy thuyết giảng, chúng con cảm thấy rất dễ hiểu và sẽ quyết tâm áp dụng những lời thầy dạy vào cuộc sống để mang lại cho bản thân và xã hội những lợi ích thiết thực. Giờ đây, với lòng thành kính vô biên, chúng con xin đê đầu đảnh lễ để thể hiện lòng tri ân của chúng con đối với thầy và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.